Thưa con, có một câu hỏi và câu hỏi này có thể ngớ ngẩn do con chưa tìm hiểu sâu Phật pháp. Xin sư đừng nghĩ là con thách đố sư. Câu hỏi là ở trong video chết rồi có đời 49 ngày không, có địa ngục không, thì sư có nói là sư căn cứ vào kinh Tạng Năm truyền để trả lời. Và vậy sư cho con hỏi tại sao sư lại tin rằng những kinh tạng đó là đúng? Tại vì con trải qua nhiều vấn đề tâm linh trong cuộc sống và theo những gì con đối chiếu với nội dung trong video trên thì nó có một số thứ không khớp. Con mong sư giải đáp, có điều gì chưa hay mong sư hoan hỷ bỏ qua cho con. Để cho quý vị hiểu cái mà vị này nói không khớp ở đây là cái gì đó, thì sư có giữ lại những cái câu hỏi, tại vì câu đó là sư trả lời trước. Đây. Đây. Đây nè. Thì vị này hỏi nè, gia đình con từ lâu rất tôn thờ một vị thầy thuốc, con tận mắt thấy vị ấy thường nhập lên chị họ của con rồi chữa bệnh và bắt ma cho bà con trong họ không lợi nhuận, đồng thời ông ấy còn cho những vong linh người thân đã khuất và thai nhi nhập lên để gặp bố mẹ người thân rất nhiều năm rồi. Con thắc mắc là vậy sau 49 ngày tại sao những thai nhi đó vẫn còn tồn tại và không chuyển sang cảnh giới mới? Con không biết phải chứng minh như thế nào. Đó đó là cái mà vị đó thấy nó không có khớp đó. Thì trong cái video đó sư đã làm một cái video là gọi hồn người mất, dành cho những ai mà lười xem lại thì sư tóm tắt. Nó có hai lý do. Một là người ta nói dốc, tức là lừa đảo. Cái thứ hai là nếu như không lừa đảo thì nó lại còn có hai lý do nữa. Lý do coi như 2A là đối tượng mà họ mời về đó là người thân của mình. Thì cái người thân của mình đó, họ tái sanh rồi, nhưng họ tái sanh làm hàng ngạ quỷ. Cái hạng pê tá đó, hàng ngạ quỷ. Thì cái hàng ngạ quỷ đó được tính là đã tái sanh rồi. Thì cái hạng đó thì đương nhiên là có thể về rồi nói chuyện, rồi nhập xác, rồi nói vân vân rồi vân vân. Tức là họ đã tái sanh rồi. Còn cái kiểu người Việt của mình á, là mình cho là cái hàng ngạ quỷ là chưa tái sanh, thực tế là không đúng. Đã tái sanh rồi. Và khi mà họ đã tái sanh làm hàng ngạ quỷ, họ có thể sống ở đó cả từ kiếp này qua kiếp khác. Tức là có thể sống từ thời Đức Phật hiện tại cho tới thời Đức Phật vị lai cũng chưa hết tuổi thọ. Tức là họ có thể sống cả trăm năm, cả ngàn năm, cả trăm ngàn năm, cả triệu năm, cả chục triệu năm, cả trăm triệu năm. Chưa đầu thai, kiếp khác. Chứ không phải 49 ngàn. Cái thứ hai, gọi là 2B, là một cái con ngạ quỷ khác, nó giả dạng làm người thân của mình để được cúng dường, được bố thí cúng dường. Nó không có gì lạ cho cái chuyện mà nó biết những cái chuyện mà thầm kín của mình, nó không có gì lạ cho. Tại vì như sư nói, cái tuổi thọ một con ngạ quỷ nó sống rất là lâu, và nếu nó ở gần đó thì đương nhiên ở gần đó thì nó mới kêu nhập hồn được chứ. Ở gần đó thì nó ngó mình, nó thiệt, nó ngó từ hồi mình còn nằm trong tã kìa. Nó ngó cho tới bây giờ thì có cái gì của mình nó không biết đâu. Thành ra nó muốn giả dạng cái gì là nó giả dạng thôi. Thì đó là sư phân tích hết tất cả các cái trường hợp một cách ngắn gọn. Thành ra nó không hề có một chút xíu gì gọi là trái với lại cái mà sư nói. Rồi tiếp nữa là vị này lại tiếp tục hỏi nè. Con là nam, con có một bà chị có căn của một vị ở cõi trời, chưa chắc ngang, cái cõi này là cõi gì ấy, chứ chưa chắc cõi trời đâu. Vị đó hay nhập lên để chữa bệnh, bắt duyên âm, bắt ma giúp họ hàng nhà con. Thì vị nói là con bị vong theo, vong đó là của một cô gái tự tử nhiều năm rồi trong khu ký túc xá con sống. Ban đầu con chưa tin lắm cho đến khi vong đó nhập vào con rồi điều khiển cơ thể con. Lúc vị đó bảo vong đó chia tay thì vong đó làm con khóc òa rất lâu. Khi đó con không hề chủ động khóc. Ở đó cũng có một số trường hợp bị vong khác theo nữa, như vong bộ đội. Và con trải nghiệm thực tế và thấy vậy, con nghĩ chuyện này là tâm linh thật chứ không phải những
Người được cho là vong nhập bị bệnh tâm lý hay đa nhân cách gì đâu ạ. Con thắc mắc là nếu như vong đó là một cô gái tự tử thì đáng lẽ vong cô ấy bây giờ phải ở địa ngục, ngạ quỷ hoặc một kiếp sống nào đó mới rồi. Chứ tại sao lại vướng mắc ở đó lâu như vậy, quá 49 ngày theo quan điểm Đạo Phật? Như sư nói không hề có vụ 49 ngày. Và đúng như quý vị nói, bây giờ cổ làm ngạ quỷ. Cổ làm ngạ quỷ. Cho nên là cổ tiếp tục ở đó thôi. Nếu như có thật, nếu như có thật, nếu như bản thân người đặt câu hỏi này không có vấn đề về tâm lý, bởi vì sư đã gặp một vài trường hợp họ không có cái gì nhập hết, nhưng họ bị vấn đề về tâm lý, và khi họ được người khác nói như thế nào là họ tưởng tượng y chang như vậy. Sư lấy ví dụ, cái người này á, họ vì một cái sang chấn tâm lý nào đó, rồi khi mà họ nghe người khác nói là mình bị cái duyên âm ma bắt, thì họ tưởng tượng ra là có một cái duyên âm, có một con ma nó theo mình. Họ nghe thấy như thế, họ thấy như thế luôn. Và khi mà cái người kia nói là bây giờ cho cái con đó nó điều khiển, là họ tự mình là họ điều khiển làm những chuyện mà xưa giờ họ không làm. Nhưng thực tế đó, nó không phải là một cái con ma, con quỷ, con gì nó nhập vào hết. Mà bản thân người đó tự ảo tưởng và tự tưởng tượng ra một đối tượng điều khiển cơ thể của mình. Và vị đó tin là như vậy. Sư đã gặp trường hợp như thế. Cho nên trường hợp này quý vị nói thì sư cũng không chắc nha. Sư không chắc. Thì coi như là quý vị nói thật đi. Nói thật đây tức là cái sự kiện đó là một cái con nào đó nó nhập vào, chứ không phải là do mình có vấn đề về tinh thần. Tại vì những người có vấn đề về tinh thần thì bản thân họ tin là họ đúng mà. Nhưng mà sư loại trừ trường hợp đó đi. Ngay cả như vậy thì trong cái video trước sư đã có nói rồi, là có những con ngạ quỷ nó có khả năng nó nhập vào, như trong kinh Tạng nó là hàng ngạ quỷ nó nhập vào. Ngay cả trường hợp ngài Mục Kiền Liên trong kinh Hàng Ma của Trung Bộ thì cũng có một cái con mà nó nhập vào trong người của ngài, rồi ngài trục xuất nó ra, đơn giản thế thôi. Cho nên là nó không có cái gì gọi là nó nghịch với giáo lý hết trơn. Mà quý vị dựa vào đó, mà quý vị nói là dựa vào đâu sư tin kinh Tạng Nam truyền, thì xin thưa là bởi vì kinh Tạng Nam truyền, một trong những lý do là do kinh Tạng Nam truyền giải thích một cách đầy đủ và chính xác tất cả những gì xảy ra trong đời sống này, kể cả cái quý vị nói. Chẳng qua là mình chưa biết, thành ra mình tưởng là kinh giải thích sai, thực tế không có gì sai chứ. Rồi sư một lần nữa sư nói tại sao mà sư tin tưởng kinh Tạng Nam truyền. Bởi vì đối với các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học, khảo cổ học, thì kinh Tạng Pali Nam truyền được công nhận là kinh Tạng cổ xưa nhất, xuất hiện sớm nhất kể từ thời Đức Phật. Họ nghiên cứu về cái ngôn ngữ dành cho những ai chưa biết. Thì ngôn ngữ tiếng Việt của mình á, tiếng Việt của mình cách đây 100 năm khác với tiếng Việt của mình vào thời điểm này. Nó có những cách dùng từ khác nhau, những cái từ vựng khác nhau, đúng không? Từ vựng, rồi cách dùng, cách nói nó khác nhau. Cho nên là có khi mình mà có cái cổ mấy thời gian mình đi ngược về 100 năm trước, chưa chắc người ta hiểu mình nói cái gì đâu. Người Việt đó mà chưa chắc người ta hiểu mình nói cái gì đâu. Rồi đó là chưa kể là 500 năm thì chắc chắn luôn, mình mà quay ngược thời gian trở về 500 năm, mình nói người Việt với nhau mà người ta nói mình nghe không hiểu,
và mình nói người ta nghe cũng không hiểu. Nói để quý vị biết là cái ngôn ngữ nó phát triển, nó thay đổi theo thời gian. Thì các nhà ngôn ngữ học khi họ nghiên cứu thì họ xác nhận hệ thống kinh tạng Pali xuất hiện cổ xưa nhất và sớm nhất, và có nhiều bằng chứng có thể xác tín xác nhận rằng là cái ngôn ngữ, cái văn phong được sử dụng từ thời Đức Phật. Và người ta còn nghiên cứu được đến mức độ là trong các bài kinh đó thì bài kinh nào xuất hiện từ cái thuở Đức Phật vừa, tại vì Đức Phật hoằng pháp 45 năm thì người ta chia ra là 15 năm đầu, 15 năm giữa, 15 năm cuối, tức là sơ thời, trung thời và hậu thời. Người ta còn xác định được là bài kinh nào xuất hiện vào sơ thời, bài kinh nào xuất hiện vào trung thời, bài kinh nào xuất hiện vào hậu thời, bài kinh nào xuất hiện là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Người ta nghiên cứu được cái đó. Thì quý vị nghĩ coi, mình lấy cái gì mà mình bài, mình bác? Rồi đó là chưa kể cái cách mà kinh tạng được lưu truyền cho đến hiện tại. Và cái đó sư đã giải thích ở trong cái bài giảng đầu tiên của lớp kinh Trung Bộ, cái lý do mà chúng ta có thể tin tưởng được kinh tạng Nam truyền. Cho nên bây giờ ở đây sư chỉ nói ngắn gọn thôi. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về cái vấn đề này hay không? Nhưng mà Đại Đức. Cũng dạ kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, cũng cảm ơn đức hành tại phân tích rất là rõ về cái phần mà vì sao mà quý sư lại tin vào Tam Tạng kinh điển Pali, về cái phần mà gọi là đáng tin về mặt khoa học lẫn học thuật đó. Để Đức Hành Tuệ dẫn chứng rất là chi tiết, rất là cặn kẽ và rất là chính xác, thưa quý vị, sư hoàn toàn đồng ý. Ở đây sư sẽ phân tích thêm một cái cạnh này mà để cho chúng ta, bản thân quý sư đây, mà thậm chí chúng ta càng phải thêm, phải tin về Tam Tạng kinh điển Pali, chính là gần gũi với lời Phật dạy là như thế nào. Tại vì khi mà nói về tại sao lại phải tin, làm sư nhớ đến câu chuyện của hai du sĩ, đó là Upatissat và Kolika. Vì nghe có vẻ hai tên này khá là lạ đúng không? Thì hai cái vị này nè là có cái sự gắn bó trong sự tử luân hồi đó, rất là mật thiết. Và hai người này á, quen biết nhau từ thuở thiếu thời, và có cái đều có trong tâm khảm mỗi người á, đều có cái sự tầm cầu tâm linh, để sống tâm linh á, vun bò cái nội tâm mình á, nó rất là lớn lao. Cho nên nó chính vì như vậy á, hai cái vị này nè mới đi trong thời thuở thiếu thời học rất là nhiều vị thầy, thưa quý vị. Nói chung là học kiểu mà giống như là bây giờ mình nói là học như giống như kiểu mấy cái đại học nổi tiếng trên thế giới đó, kiểu như không, giống như là học ở Oxford hay là Harvard này nọ, kiểu như đó không? Thì nói chung là hai vị này rất là giỏi, học thông thạo vệ đà này nọ. Thì cũng chính vì niềm tin, chính vì niềm tin đó, cho nên hai vị này đi đến nghe một vị thầy đó nói ông này cũng dần như là một giáo sư ha, giáo sư tiến sĩ, mà ông này rất là giỏi, giỏi trong đại loại như giỏi giỏi top trong các ông giáo sư đó. Thì ông này là sành cha giá. Thì cái vị hai vị này vẫn có niềm tin đi đến học, thưa quý vị. Nhưng mà rồi học rồi sao? Khi mà học xong rồi á, thì hai vị mới mới kết luận là hình như tụi mình học xong hai vị hông này mình thấy là đây là không phải cứu cánh. Không phải cứu cánh bạn bạn ơi. Bây giờ hai đứa mình đi, hai đứa mình giờ chia ra thành hai đường đi ha. Đi để đi kiếm, thì bây giờ nếu mà vị nào mà gặp mà cái người mà được thật sự giác ngộ, thật sự chỉ ra đúng là con cái con đường mà đoạn tận khổ u, mà chứng ngộ Niết Bàn, mà đoạn tận tham sân si, thì người đó sẽ về thông báo trước nha. Đó thì hai cái thanh niên này mới đi gì đó. Thì cái người mà đầu tiên mà tìm người đầu tiên mà tìm được cái chân lý đó chính là
thanh niên của Quách Tích Xá. Biết biết quý vị biết là ai không? Đó chính là ngài Sa-ri-bút-tá thưa quý vị. Ngài Sa-ri-bút-tá đó. Tại sao sư lại kể câu chuyện này như vậy? Kính thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật không đơn thuần chỉ là niềm, nghĩa là ngoài cái việc niềm tin đến, mà là Thế Tôn đã nói rồi, giáo pháp của ngài ngoài cái việc mình có niềm tin tin đến đến để mà thấy, có nghĩa là trải qua sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị phải hiểu là đệ tử của ngài á là các dòng dõi Bà La Môn á, rất là nhiều. Quý mấy vị biết đó, dòng dõi La Môn là những cái tầng lớp tri thức á, họ thông thạo Vệ Đà, giống như là đa phần là giáo sư, tiến sĩ, rồi những cái giống như bác sĩ, kỹ sư này nọ, đúng không? Họ vẫn gia nhập tăng đoàn với, nhưng mà phải hiểu họ đến đó, cái tâm lý là coi có cái coi cái giáo pháp của Sa Môn Cồ Đàm này á, là có gì hay, có như thế nào, vì hiểu không, họ đến niềm tin như vậy thôi. Nhưng mà rồi khi sao, khi mà họ đến đó, họ tin, có niềm tin rồi họ đem mà thực hành thì họ mới xác nhận à cái này đây nè, cái này mà đáng điều đáng tin. Thì tương tự như vậy là ngoài cái việc mà Đức Hạnh Tuệ nói với vị đó, cung cấp cho những cái bằng chứng về khoa học là chúng ta đáng tin, thì sư cũng nói thì quý vị là nếu quý vị nói tại sao đáng tin thì sao, tại sao quý vị không làm như ngày Sa Lợi Phất và ngày Múc Ca La Ná đi, tại sao chúng ta lại không thử ở để coi, không thử tin một lần rồi chúng ta đem mà thực hành. Xin nhấn mạnh nha, chúng ta đem cái giáo pháp đó là thực hành với định tuệ khi mới đem lại kết quả không? Không thì mình sẽ biết được cái niềm tin đó có chân chánh hay không, vì hiểu không ạ? Cho nên là nếu mà trả lời á, những câu này nha, thì nói thiệt nha, nếu mà câu này mà ngoài ở ngoài mà hỏi sư những câu này á, thì sư cũng xin hỏi ngược lại là tại sao mà sư lại tin rằng trong kinh tạng đó đúng, thì sư sẽ hỏi ngược lại là vậy cho sư lý do tại sao lại không tin như vậy đó. Mà ở đây á, thì quý sư sẽ phân tích, ở đây quý sư riêng sư Hạnh Tuệ và sư sẽ phân tích nhiều nhiều cái cạnh để cho quý vị củng cố thêm cái niềm tin, để mình biết tại sao cái tầm quan mức quan trọng của lời Phật dạy và cái dòng truyền thừa của Tam Tạng Kinh điển Pali đó, nó cao quý và chúng ta phải đáng tin. Ngoài cái niềm tin chúng ta đem vào thực hành thì chúng ta đạt được cái kết quả đó, đúng không? Và cái niềm tin đó đã đạt cái niềm tin chân chánh, và cái niềm tin mà tối hậu là cái niềm tin mà của một vị bậc thánh dự lưu thôi vậy đó, cái niềm tin mà không thối chuyển. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.